Lo trái lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm ra lệnh điều tra lại vụ án dính tới ông Vương Đình Huệ. Tại phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sáng ngày 14 tháng 8 ở trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Tân Tổng Bí thư ví cuộc đốt lò như cuộc chiến chống giặc nội xâm để xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh. Ông bày tỏ quyết tâm đưa cuộc chiến chống tham nhũng tới thắng lợi hoàn toàn. Đặc biệt, chủ trương đốt lò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phòng chống tham nhũng tiêu cực, phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về chiến dịch chống tham nhũng khiến cho quan chức, cán bộ sợ hãi, không dám đưa ra quyết định, phần nào gây tê liệt bộ máy nhà nước và điều này khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài e ngại. Trong bài phát biểu ở trên trang Fukun của Viện Nghiên cứu Đông Á, ISERS có trụ sở tại Singapore, giáo sư Jonathan London, nhà nghiên cứu giảng viên Đại học Người Mỹ chuyên về giáo dục và chính trị đương đại Việt Nam chỉ ra rằng một cái hệ quả lớn của chiến dịch chống tham nhũng là sự tê liệt chính trị của toàn hệ thống, đặc biệt là sự trì trệ bao trùm trong lĩnh vực đầu tư công đã có tác động tiêu cực lên tăng trưởng GDP của đất nước. Trong năm 2023, chỉ có 63,4% ngân sách thường niên được phân bổ cho đầu tư công được sử dụng do các quan chức cảnh giác và lo sợ trước sự kiểm tra, giám sát. Tác động không chỉ đơn thuần là việc làm tiêu tan tăng trưởng, sự trì trệ của chính phủ đã dẫn tới việc trì hoãn các dự án hạ tầng quan trọng, ảnh hưởng tới công ăn việc làm và ảnh hưởng tới sự suy giảm về hiệu quả của cả nền kinh tế, ông viết. Tại cuộc họp ngày 14 tháng 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã phát hiện xử lý hơn 150 trường hợp tham nhũng tiêu cực, trong đó xử lý hình sự hơn 50 trường hợp. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ cho thôi chức 14 lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý về trách nhiệm những người đứng đầu hoặc liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 5 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có tới 2 người trong tứ trụ xin thôi nhiệm và rời khỏi chính trường, gồm Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Còn số này chưa kể 2 ủy viên Bộ Chính trị là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng xin thôi chức lần lượt vào cuối năm 2022 và 2023. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã có 10 ủy viên Trung ương Đảng xin thôi chức. Con số này chưa tính 4 người mới xin thôi vào ngày 3 tháng 8, gồm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm. Trong phần nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2024, tập trung kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 30 vụ án, kết thúc xác minh và giải quyết 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Nhất là tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty AIC, Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh. Các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các đảng viên liên quan đến vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Công ty AIC, dự án Sài Gòn Đại Ninh, đồng thời truy bắt, dẫn độ bằng được những bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài về nước để thi hành án. Các vụ án này đa phần đều liên quan tới các quan chức, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, đương nhiệm hoặc đã về hưu, bị khởi tố, bắt tạm giam.
Điều đáng quan tâm ở đây là vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An đã đưa hàng loạt cán bộ vào lò, được cho là có liên quan đến nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ xin thôi chức vào ngày 26 tháng 4, vài ngày sau khi trợ lý của ông là ông Phạm Thái Hà bị bắt và chỉ hơn một tháng sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm. Vụ án tập đoàn Thuận An. Tập đoàn Thuận An, tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập tháng 8/2004, do ông Nguyễn Duy Hưng sáng lập làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vốn điều lệ của Thuận An ở thời điểm tháng 8/2020 là 300 tỷ đồng và tăng lên 800 tỷ đồng vào năm 2021. Tập đoàn này nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản. Từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2023, tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc là liên doanh tham gia đấu thầu và trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2022-2023, tập đoàn này trúng nhiều gói thầu tổng trị giá 18.000 tỷ đồng, bao gồm những gói thầu có nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau COVID-19. Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu lớn, trong đó có các gói thầu quy mô lớn như là cầu Sông Sút, cầu Cửa Hội, cầu Đồng Việt, cầu Mé Chai, cầu Kỳ Lộ, cầu Rạch Miễu 2. Tập đoàn này đã tham gia nhiều dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang. Ngày 15/4/2024, ông Nguyễn Duy Hưng bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 điều tra những sai phạm ở tập đoàn Thuận An. Chủ tịch tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt kéo theo hàng loạt dự án của tập đoàn này bị sa sút. Một số quan chức tỉnh Bắc Giang cũng vướng vào vòng lao lý với cáo buộc liên quan đến Thuận An. Một số quan chức trong Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam, gồm Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc, Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc và ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng. Ba người này đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, riêng ông Thảo bị điều tra thêm về tội nhận hối lộ. Đặc biệt, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi đó cũng đã vào lò với cáo buộc liên quan đến tập đoàn Thuận An. Sau đó, ông Vương Đình Huệ đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, đồng thời cho thôi làm đại biểu Quốc hội vào hôm 2 tháng 5. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam không nêu cụ thể ông Vương Đình Huệ đã vi phạm những gì, nhưng vụ miễn nhiệm ông Huệ xảy ra sau khi thuộc cấp thân tín của ông là Phạm Thái Hà bị bắt hôm 21 tháng 4. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tài khoản 4, điều 358 Bộ Luật Hình sự 2015. Sau khi các lãnh đạo tập đoàn Thuận An và một số cán bộ tỉnh Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tiến hành rà soát các dự án, gói thầu mà tập đoàn này đã tham gia. Đáng chú ý, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cho biết, việc Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh này rà soát các dự án của Thuận An là nhận chỉ đạo từ ngành dọc. Theo thuật ngữ trong hệ thống chính trị Việt Nam, cấp trên theo ngành dọc ở đây là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Do đó có thể hiểu là có cán bộ do Trung ương quản lý liên quan tới các cáo buộc sai phạm tại tập đoàn Thuận An. Khi ông Phạm Thái Hà bị bắt, điều này đã được khẳng định. Mối quan hệ với ông Vương Đình Huệ. Ông Phạm Thái Hà, sinh năm 1976, quê tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế, là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam CPA chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vào thời điểm bị bắt giữ, ông Phạm Thái Hà đang là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Hà được bổ nhiệm chức vụ vào ngày 5/5/2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm trên. Đưa tin về việc bổ nhiệm này, trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết,
Ông Phạm Thái Hà là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác với thời gian dài gắn bó, tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các cơ quan kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Quốc hội. Thông tin từ báo chí cho thấy, ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông Vương Đình Huệ trước khi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trong quá trình công tác, ông Phạm Thái Hà đã theo chân ông Huệ qua nhiều cơ quan trong suốt nhiều năm trời. Theo thông tin trên VOV, thì trong thời gian ông Vương Đình Huệ làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ năm 2006 đến 2011, ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông. Sau đó, khi ông Huệ trải qua các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Tài chính giai đoạn 2011-2012, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giai đoạn 2012-2016, Phó Thủ tướng giai đoạn 2016-2020, ông Phạm Thái Hà vẫn là người trợ lý thân cận của ông Huệ. Kể cả khi ông Vương Đình Huệ chuyển sang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội 2020-2021, ông Phạm Thái Hà vẫn theo chân ông. Đến tháng 4 2021, ông Huệ trở thành Chủ tịch Quốc hội, một trong tứ trụ của Việt Nam, ông Hà đã chuyển sang làm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Và chỉ sau đó hơn một năm, tháng 5 2022, ông Phạm Thái Hà chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Báo điện tử Chính phủ lúc bấy giờ đưa tin, phát biểu chúc mừng ông Phạm Thái Hà tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá đồng chí Phạm Thái Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác với thời gian gắn bó, tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong thời gian vừa qua, với vai trò trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Phạm Thái Hà luôn thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, có nhiều đề xuất cải tiến về công tác đổi mới, phối hợp tham mưu, phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội nói chung và Chủ tịch Quốc hội nói riêng. Theo báo điện tử Chính phủ, ông Mẫn tin rằng ông Hà sẽ không chỉ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, mà còn không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết, nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có thể thấy trong quá trình công tác nhiều năm, ông Phạm Thái Hà với ông Vương Đình Huệ luôn như hình với bóng. Kỳ vọng từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân ngày 18 đến 20 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ ra rằng đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới. Đây là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa hai nước năm nay. Chuyến thăm cũng sẽ có tác động lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tiếp theo. Theo Bộ trưởng, chuyến thăm còn thể hiện sự coi trọng ưu tiên của hai bên, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ Việt Nam-Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, hai nước đều kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt thành quả trên một số phương diện, trong đó có tiếp nối và phát huy xu thế phát triển của quan hệ Việt-Trung sau các chuyến thăm lẫn nhau, mang tính lịch sử của hai lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nhà nước thời gian vừa qua. Chuyến thăm cũng sẽ góp phần duy trì cao đối tác chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương giai đoạn mới. Hai bên sẽ thống nhất phương hướng, biện pháp lớn nhằm xây dựng hiệu quả cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng sâu hơn, thúc đẩy hợp tác thực chất, đặc biệt là trong các lĩnh vực kết nối đường sắt, thương mại nông sản, đầu tư chất lượng, tài chính tiền tệ, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân. Việt Nam-Trung Quốc cũng sẽ xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát, giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng tới đà phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước, góp phần duy trì ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng chuyến thăm sẽ trở thành mốc son mới, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.